Hello Hoàng, hi. Cô. Okay. How are you today? Oh, yes, I'm fine, Okay, long time no see, right? Lâu lắm rồi ha. Cô yes. bận lắm. Bởi vì cô vừa mới đi thi chứng chỉ xong. Okay. Nào, bây giờ mình sẽ học nha con nha. Con đã về nghe bài 2 nghe chưa con? Con nghe chưa? Con chưa. À, con Chưa nghe rồi, hả? con nghe rồi, còn mấy câu con không biết. Thế hả? Nào, trước khi nghe thì mình sẽ học một vài cái từ vựng mới nha con nhá. Thấy chưa? Từ đầu tiên, cô có từ... Nào, đọc cho cô. Bird. Boat. Bird. Boat. Boat. Âm O con ạ. Âm O. Bird. Được chưa? Nhấn mạnh một chút thì nó nghe gần như âm O. Được chưa? Nhưng nó là âm O đấy nhá. O. Bird. But Ok, có nghĩa là gì nhỉ? có nghĩa là chọc không đánh. Đúng rồi. Chọc đầu. Rất tốt. Nào, tiếp theo. Mustache. Từ này đọc hơi lạ một chút đấy nhá. Chú ý nhá. Mustache. 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 Nghĩa là gì nhỉ? Không biết rồi. Dâu quai nón. Dâu. Thực ra không phải quai nón đâu. Dâu. Cái bộ dâu. Bộ dâu này phải dài nhá. Phải dài. Chứ không phải là mấy cái dâu lớm chớm như người Việt Nam. Gọi là bộ dâu. Được chưa? Mustache. Được chưa? Tiếp theo. Lawn. 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 Đây là đất. Đây là cái một cái mảnh mảnh vườn, mảnh đất nhỏ. Được chưa? Thì gọi là lawn. Mảnh vườn hoặc mảnh đất nhỏ. Được chưa? Hiểu không con? Hiểu. Ok. Tiếp theo. Shade. Shit. Shade. Shit. Đây là bóng râm. Được chưa nào? Tiếp theo. Ok. Hết rồi. Nào bây giờ đọc lại cô nhá. Bird. Boat. Mustard. Mustard. Lawn. Lawn. Và straight. Street. Không phải nào, nhìn vào straight. Straight. Ngồi âm S nha. Rồi ghi vào vở cho cô từ và nghĩa của các từ. Ghi đi vâng. Con. Ở từ lòn nghĩa gì không quên Mảnh đất nhỏ, mảnh vườn nhỏ. vâng. Chính xác nó là bãi cỏ ấy, cái gọi là Okay. một cái mảnh mà có bãi cỏ á, bãi cỏ nhỏ á, được chưa? Tiếp nhá. Nào đây là ví dụ. Mình sẽ nghe câu từ 1 đến 7, được chưa? Nào con nghe rồi đúng không? Vâng. Con đã con còn nhớ đáp án không? Con có nhiều vở mà. Con nhiều vở à? Tốt. Nào câu 1 chọn gì? Câu 1 là con chọn xe. Hai. Xe. Ba. Ai. Bốn. Bẻ. Năm. Xe. Sáu. Ai. Bảy. Ai. Xin đáp án nha. Đúng, đúng, sai. Sai. Đúng. 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 Sai mất à. Một câu, hai câu, ba câu. Được chưa? Nào, bây giờ nghe lại một lần nữa này. Nghe lại một lần tất cả các câu. Sau đó cô sẽ chữa. Câu 3, 4, 3. Mấy nhỉ? Câu sai câu nào đấy? 3. Câu sai câu 4. Câu 3, câu 4. Hết rồi đúng không? Qua sai có hai câu thôi mà. Vâng. Đúng rồi. Được chưa? Nào, nghe nhá. Nghe câu 3, Look câu 4 at này. The three pictures. Chris's birthday on Friday. What shall we... It's Chris's birthday on Friday. Nào,
Con sẽ tự nghe câu 3, câu 4 một lần. Sau đó cô sẽ chữa thêm một lần nữa, được chưa? Shall we get him? It's difficult. Tapes. Jones look like. Câu 3. So you describe Mr. Jones for me, please, madam. Well, he's about 40 years old, bald, with a moustache. He's got large ears and he wears glasses. Rồi, now listen again. So could you describe Mr. Jones for me, please? So could you describe Mr. Jones for me, please? Bà có thể miêu tả ông Jones giúp tôi được không? Madam? Well, he's about 40 years old. He's about 40 years old. Ông ấy khoảng 40 tuổi. Bald with a mustache. Bald có nghĩa là khói. Gosh. He's got with a mustache, còn với một cái bộ râu. So could you describe Mr. Jones for me, please, madam? Nghe lại nè. Well, he's about 40 years old, bald with a mustache. He's with a mustache. Được chưa? Khói với bộ râu. Được chưa? Xem là ông không đeo kính này, nghe này. Nó cứ bị nhảy lên ấy. Chết rồi, nó đơ. Nó đơ rồi con ơi. Mệt quá. Sao nó lại bị đơ ta? Chắc tại cô ấn nhiều quá. Đợi một chút nhé. Ok, chia sẻ lại màn hình này. Look at the three Friday. What shall we get him? Jones look like. Now listen again. So could you describe Mr. Jones for me, please, madam? Well, he's about 40 years old, bald, with a moustache. He's got long. Hói, hói và có bộ râu thì chỉ có gì thôi, chỉ có đáp án gì thôi con. Đúng rồi, chỉ có C thôi nhá. Ngoài ra bà nói thêm này, bà nói thêm này. Large ears and he wears glasses. And he wears glasses. Yeah. Và anh ấy có một đeo một cặp kính, được chưa? Vậy là đáp án C nhá. Câu 4, where is he going to plant tree? Ông ấy dự định trồng cây ở đâu? Nó lại bị thế rồi. Tức quá. Một chút nha. Thế lúc nãy con bị nhầm ở chỗ nào? Câu lúc nãy con không nghe được từ mouse. À, ok, cô hiểu. Ok, tiếp. Câu số 4. Chứ rồi tình hình là cái băng nó không chạy nổi. Sao nó lại không chạy thế nhỉ? Cô chưa bao giờ bị này. Cô dạy 4K rồi. Từ chiều giờ 4K rồi mà sao không có ca nào mà bị cái nó lỗi băng nhỉ? Lại nhá, xem nó có bị nữa không. Nào, số 4 này. Kêu gì thì chán quá. Ok. Chứ giờ không chạy được. Thế là mình sẽ học từ vựng ở phần sau nhá. Sau đó tí nữa nó bình thường lại thì mình sẽ quay lại nha. Được không con? Được.
Đỡ tốn thời gian. À, tiếp. Tiếp theo. Chuẩn bị đáp án của bài tiếp theo đi con. Ok, nào câu số 1 con chọn gì? 6, câu số 7, câu số 8 chứ nhỉ? Câu số 8 chọn gì? C. C, số 9. B. B, số 10. B. Số 11. A. Số 12. A. 13. C. C. Ok, câu hỏi một chút về từ vựng này. Take place có nghĩa là gì con? Take place là địa điểm ở... À, là không có con nghe thì con nghe kiểu con nhìn vào đáp án ấy. Thì con đoán nó là... Bởi vì bình thường con nhìn vào đáp án trước thì con không phải con phải hiểu hết nội dung của cái này. Nhưng mà con hiểu thì con nhìn vào đáp án, con đoán nó là một cái khoảng thời gian từ ngày con chơi bao nhiêu. Take place nó là một cái cụm động từ rất quan trọng, cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ thường, nó sẽ nghĩa khi mà con học càng cao thì nó sẽ càng hay gặp, nó gọi là diễn ra. Diễn ra. Được chưa? Được chưa? Diễn ra. Thì câu 8 nó hỏi là gì? Lễ hội này nó diễn ra từ khi nào đến khi nào? Được chưa nào? Tiếp theo cô có từ concert. Concert nghĩa là gì con? Concert có nghĩa là tiệc. Là gì? Bữa tiệc. Sai. Concert ở đây là buổi hòa nhạc. Cho nào. Tiếp theo. Exchange. Cô có từ exchange. Exchange là gì? Yeah. Cô không biết hả? Vâng. Đây là trao đổi nhá. Chúng ta có du học sinh ấy, là những học sinh trao đổi á. Thì chưa thì là exchange student. Đây là trao đổi. Trao đổi là gì? Con đổi cái gì? Lấy cái gì? Được chưa? Tiếp theo cô có từ cathedral. Cathedral có biết là gì không? Nghĩa là kiểu cái nhà để cúng các thứ. À đúng rồi, chính xác. Rất tốt. Cathedral là nhà thờ nha. Nhà thờ. Được chưa nào? Ok. Nào, credit card là gì con? Credit card là gì? Thẻ ngân hàng. Đúng rồi, thẻ tín dụng. Được chưa nào? Ok. Nào, bây giờ đọc lại các từ này cho cô nhá. Take place. Take place. Concert. Concert. Exchange. Exchange. Ok, ghi nhanh từ mới vào cho cô. Rồi mình sẽ check để nghe nhé. Ok, nào đọc cho cô nào. Take place. Take place. Concert. Concert. Exchange. Exchange. Ok, được rồi. Nào, bây giờ mình check đáp án nha. Câu số đúng, 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 đúng. À, sai mất câu 12. Sai mất câu 13. Sai mất 2 câu. Nào, cô chưa 2 câu này luôn. Nó vẫn không chạy được là như nào nhỉ? Đợi tôi một chút. Sao nó lại bị thế nhỉ? Ok. Nào, cô xem màn hình nhá. Được rồi. Day. What shall we get him? Ok. Cái này thì không được này. Sao ấy nhỉ? Lúc này con có nghe được đúng không? Ừ, một tí đúng không?
ở bài của bài bài dưới có nghĩa Ừ. bài này nghiêm chỉnh xin nghe của bạn của cô. Nhớ nhá, nhớ phải ghi nhớ cái từ take place nhá. Diễn ra, nó diễn ra. Được chưa? Cái take place này nó không chỉ là thời gian, ví dụ nó diễn ra ở Pháp chẳng hạn. It takes place in France. Được chưa? Hay là nó diễn ra từ khoảng thời gian nào đến thời khoảng thời gian nào nhá. Chứ không phải là khoảng thời gian đâu nha. Nhớ cho cô đấy. Now Được turn to part 2. Questions 8 cô to 13. cái bên dưới nó mới You nghe will được. hear a re Cô biết tại sao rồi Hoàng ạ? Nó sẽ chỉ ấn được một lần đấy. Con sẽ không được phép, nghĩa là con sẽ không được phép quay lại ấy. Hiểu không? Nhưng vẫn quay lại được mà cô. Ý là quay lại nó sẽ dừng, nó sẽ không phát nữa và nó sẽ bị đơ. Không hiểu tại sao. Thế thì mình sẽ nghe cả bài và mình chữa cả bài vậy. Cày nhớ. Mà trục trặc quá. Nhưng mà sai hai câu là ok, không 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 vấn đề gì cả. Hai câu đấy là hai câu cô đánh giá là nó dễ hơn những câu bên trên. Thì những câu bên trên lại sai, còn câu bên dưới thì lại đúng. Vẫn gặp cái trường hợp như thế. Cần phải sửa, được chưa? Nào bây giờ mình sẽ chữa hai câu này trước này. Câu cuối cùng có sai là câu 4. Where is he going to plant tree? Anh ta dự định trồng cây ở đâu? Được chưa? Mình sẽ nghe file bên dưới. Là câu số 4 này. Con nghe nhá. Sao nhỉ? Không nghe được. Đợi cô chút. Cô thử xóa hết cái đống này đi xem nào. Nó được rồi nhưng mà nó lại bị chèn cái nhạc gì ấy. Tức thế à? Con có nghe thấy cái nhạc tèn 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 đấy không? Nghe Nó lại bị thế nhỉ? Trời đất khổ quá. Welcome back. Nào, thử lại một lần nữa mong là được. Sao nhỉ? cái nhạc từ đầu ấy cô. Nó là cái nhạc ở đâu con? Về lại trong một đi, nó có cái nhạc đấy ở cái bài, ở cái hình hello các thứ. Thế à? Thì cô xóa luôn cái slide này đi, đâu có hết không? Cô không biết. Xóa nhá. Xóa này. Xóa này. Ok, rồi chủ chia sẻ lại nhá. Hết chưa? Vẫn có, chứng tỏ không phải. Ủa cái nhạc này là của cái kênh nghe đấy mà. Nó có tự hết không con? Kia nữa. Nó có hết không? Mẹ con nghe em bảo của con là nó có. Đợi một chút nhá, hôm nay mình chịu khó học muộn một chút. Sao để nó hết ta? Sao để nó hết nhở?
Bực mình thế nhở? Đang nghe bình thường ấy chút. Để cô mở lại, cô download về lại. À, cô dặn luôn này, sáng mai con rảnh đúng không? Ừ, vâng. Thì sáng mai sẽ học thay cho tối thứ sáu nhá. Vâng. Ừ, Hiểu. ok. Con muốn học lúc mấy giờ? Mấy giờ cũng được, tầm 9 giờ. Ok, thì cô hẹn con lúc 9 rưỡi được không? Được. Ừ, ok. Đợi một chút cô tải lại, chịu khó học muộn. Nào. Đằng nào cũng mất thời gian, thế nên là con sẽ thoát ra vào lại giúp cô nhé. Thoát ra vào lại giúp